Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng kênh TV 24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Điều tra loại tội phạm mới trong vụ lừa đảo điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi. Giàn quan xã ở Hà Nội bỏ ngoài sổ sách tiền tỷ. Bạc Liêu xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng tin kích động bạo lực. Khởi tố vụ 70 người kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ Covid-19. Lan truyền công văn tối mật 4 bị cáo lĩnh tổng hơn 17 năm tù. Thua lỗ ở sàn Wefinex, nhân viên ngân hàng lừa tiền tỷ của đồng nghiệp. Ninh Bình triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao trên 10 tỷ đồng. Đối tượng giả danh đại tá công an lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Khởi tố vụ tí bus nổ súng để tìm đối thủ. Hơn 90 người sập bẫy đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Lén lấy dấu vân tay, trộm 2 tỷ đồng trong tài khoản của người yêu. Hà Nội cảnh báo hiện tượng nhắn tin lừa đảo mạo danh bảo hiểm xã hội. Điều tra loại tội phạm mới trong vụ lừa đảo điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo lừa đảo, tự nhận có thể tác động điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một ngày xét xử công khai, Hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới. Theo cáo trạng, Trần Chí Mạnh, 41 tuổi, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, với ngành nghề kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại. Mẫn khai, ông Đinh Văn Nơi về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Hàng hóa của các khách hàng của Mãnh thường xuyên bị công an bắt, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình. Do vậy, Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển ông Đinh Văn Nơi đi nơi khác và nhờ Đào Ngọc Cảnh giúp. Mãnh không quen biết các bị cáo nhưng do Cảnh giới thiệu nên Mãnh tin tưởng và chuyển tiền. Cho đến khi bị công an bắt trong một vụ án khác, được công an thông báo Mãnh mới biết mình bị lừa. Theo Mãnh, số tiền 20 tỷ đồng không phải của một mình Mãnh mà còn của những người khác. Cảnh được Mãnh cho 50 triệu đồng và cho mượn 50 triệu đồng lo chi phí giúp Mãnh. Đồng thời, Cảnh khai có quen biết một số lãnh đạo nhưng thực chất không quen đến mức độ có thể tác động để điều chuyển công tác cán bộ được. Cảnh thừa nhận có hành vi tiếp tay cho Mãnh gặp nhóm của Trọng để điều đại tá Đinh Văn Nơi. Các bị cáo Quý, Tâm, Trọng thừa nhận việc nhận tiền của Mãnh mục đích để chiếm đoạt chứ bản thân không thể thực hiện ý đồ điều Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác theo ý của Mãnh. Tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang nhận định còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ và có khả năng bỏ lọt người phạm tội nên quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ đề nghị làm rõ. Giàn quan xã ở Hà Nội bỏ ngoài sổ sách tiền tỷ. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa các ông Nguyễn Văn Trường sinh năm 1974, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã Lệ Chi, Nguyễn Văn Thiệu sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Vũ Văn Huấn sinh năm 1965, nguyên thủ quỹ Ủy ban Nhân dân xã ra xét xử tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân xã Lệ Chi trực tiếp là ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, chủ tài khoản và đồng phạm đã không thực hiện thu chi ngân sách theo đúng quy định. Các bị cáo thu nhưng không làm thủ tục nộp vào tài khoản ngân sách xã tại kho bạc nhà nước, chi không có chứng từ và thủ tục quyết toán, dẫn đến thất thoát hơn 1 tỷ đồng. Sau khi thu tiền, các bị cáo không làm thủ tục nộp kho bạc, không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, lập hệ thống sổ sách theo dõi riêng. Đến kỳ báo cáo quyết toán ngân sách năm với Hội đồng Nhân dân xã và Phòng Tài chính huyện Gia Lâm, không báo cáo số tiền thực tế thu trong năm, số tiền đã thu không nộp kho bạc nhà nước. Hiện toàn bộ số tiền thất thoát đã được nộp về tài khoản ngân sách xã tại kho bạc nhà nước. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bạc Liêu xử phạt chủ tài khoản Facebook đăng tin kích động bạo lực. Ngày 28 tháng 10, Công an huyện Phước Long tổ chức triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Chu Thị Siêm, sinh năm 1985, ngụ ấp Phước 2, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực. Theo Công an huyện Phước Long, sau khi đọc một số bài báo có nội dung thông tin liên quan đến việc chống người thi hành công vụ làm 2 cán bộ chiến sĩ Công an huyện bị trọng thương xảy ra tại khu cách ly y tế tập trung trường mầm non xã Phong Thạnh Tây A vào ngày 17 tháng 10, Chu Thị Siêm đã chia sẻ lại bài viết trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ kích động bạo lực. Sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Công an huyện Phước Long đã điều tra chủ nhân của Facebook và mời đối tượng này đến cơ quan công an làm việc. Nhằm thể hiện tính răn đe, sự nghiêm minh của pháp luật, Công an huyện Phước Long đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chu Thị Siêm số tiền 7,5 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Công an huyện Phước Long yêu cầu Chu Thị Siêm gỡ bỏ nội dung kích động bạo lực chia sẻ trên Facebook cá nhân, đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ, cam kết không tái phạm. Khởi tố vụ 70 người kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ Covid-19. Ngày 28 tháng 10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với vụ 70 người kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19. Trước đó vào sáng ngày 4 tháng 10, khoảng 70 người đã tụ tập căng băng rôn, nhân dân xã Tân Lý Tây cần hỗ trợ gấp trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Một số người la lớn dùng điện thoại quay video phát trực tiếp trên mạng xã hội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây mời nhóm người vào hội trường làm việc. Qua xác minh, chỉ có 27 người trong nhóm thuộc diện được hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Người tham gia nhóm này cho biết đã nghe theo lời người đàn ông 64 tuổi trên địa bàn xã. Trước đó, người đàn ông này đến cơ sở mai táng xin tấm vải trắng lớn, dùng sơn viết chữ lên làm băng rôn. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông này biết thời điểm đó huyện Châu Thành đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tăng cường, không được phép tập trung đông người nhưng vẫn lôi kéo khoảng 40 người dân địa phương đến nhà mình rồi cầm băng rôn kéo đến trụ sở xã. Trên đường đi, 30 người khác dù không liên quan cũng tham gia vào nhóm người gây rối. Lan truyền công văn tối mật 4 bị cáo lĩnh tổng hơn 17 năm tù. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước đối với các bị cáo Trần Lê Văn, 40 tuổi, ngụ phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa; Trần Trọng Nghĩa, 37 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa; Nguyễn Hải Triều, 49 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Quang Khải, 52 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngày 26 tháng 8 năm 2020, trong quá trình làm nhiệm vụ chuyển tài liệu cho Phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Trần Lê Văn, nguyên là chuyên viên Văn phòng Bảo trợ Xã hội, đã phát hiện tài liệu là công văn được đóng dấu tối mật của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, Văn đã dùng điện thoại di động chụp hình lại, sau đó cùng với Nghĩa, Triều và Khải đăng tải chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về tội danh cố ý làm lộ bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Thua lỗ ở sàn, Wefinex, nhân viên ngân hàng lừa tiền tỷ của đồng nghiệp. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Kiên, 26 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng SHB chi nhánh Vạn Phúc, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Theo cáo buộc, tháng 10 năm 2020, Kiên đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo Wefinex và bị thua lỗ. Để có vốn tiếp tục tham gia sàn ảo, bị can lên kế hoạch chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp. Trước Tết Tân Sửu, Kiên biết ngân hàng nhà nước có quy định cấm nhưng vẫn đưa thông tin gian dối, nói với mọi người anh ta có khả năng đổi tiền mới các mệnh giá mà không mất phí. Ban đầu một số nhân viên ngân hàng chuyển khoản nhờ Kiên giúp đỡ, sau đó anh ta tìm dịch vụ đổi tiền mới trên mạng xã hội để hoàn trả cho đồng nghiệp nhằm tạo lòng tin với những người khác. Viện Kiểm sát xác định từ tháng 12 năm 2020 đến cuối tháng 1 năm 2021, Kiên nhận hơn 4,3 tỷ đồng của 17 đồng nghiệp tại SHB rồi chiếm đoạt. Trong các bị hại có 2 nhân viên nhà băng này đã chuyển khoản cho bị can 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Kiên không đổi được tiền mới như cam kết mà nạp vào tài khoản sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ. Hiện bị can không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án. Ninh Bình triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao trên 10 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề sử dụng công nghệ cao. Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn, Ninh Bình có một nhóm đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hình thức mua bán số lô, số đề. Sau đó dùng tài khoản Zalo, Facebook để nhắn tin mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng. Quá trình điều tra xác minh, lực lượng công an đã xác định Phan Quang Đông sinh năm 1969 và Phan Thúc Định sinh năm 1987 đều trú tại xóm 1 xã Định Hóa, huyện Kim Sơn là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc. Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, có sự kết cấu chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng thu thập tài liệu, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 là hơn 10 tỷ đồng. Đối tượng giả danh đại tá công an lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 10, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan sinh năm 1977, trú tại phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Mai Thị Lan khai nhận bằng thủ đoạn thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh thông tin liên quan đến việc mình là đại tá công an, có chồng là nhà báo, gia đình giàu có và có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao. Đối tượng đã tạo được niềm tin đối với các bị hại để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc giúp. Cụ thể, Mai Thị Lan đã lừa đảo chiếm đoạt của vợ chồng anh Phạm Quang V gần 1 tỷ đồng, vợ chồng anh VTT Thanh Hóa, chị QLT nhân viên bán vé máy bay. Ông NQH, luật sư giải quyết việc ly hôn cho Lan với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Điều tra mở rộng, cơ quan chức năng làm rõ, ngoài các bị hại trên, đối tượng còn cầm của 7 người ở Bắc Ninh tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng để xin việc hộ, nhưng đã chi dùng hết cho mục đích cá nhân. Tính đến ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm xác định đối tượng Mai Thị Lan đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc. Khởi tố vụ tí bus nổ súng để tìm đối thủ. Ngày 28 tháng 10, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, yêu cầu Nguyễn Anh Tý, 23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh và các đương sự liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, ngày 25 tháng 10, Công an quận 8 nhận được tin báo trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip phát trực tiếp của nhóm đối tượng chở nhau trên xe gắn máy. Trong đó có một tên sử dụng súng chưa rõ loại đã nổ súng, chửi bới thách thức nhóm kia. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng xưng tên là Tý Bus có hành động nổ súng, chửi bới trong clip là Nguyễn Anh Tý. Đối tượng Tý có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Phạm Minh Cường, tự Tý Nhóc, đang chấp hành án phạt tù và có lời lẽ thách thức qua mạng xã hội với nhóm của Cường. Sau đó, Nguyễn Thành Long, tự bé Long, 23 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh nhắn tin qua lại nói chuyện thách thức và hẹn đánh nhau với đối tượng Tý tại cầu số 1 phường 13 giáp phường 14 quận 8 để giải quyết mâu thuẫn. Tối 24 tháng 10, rạng sáng 25 tháng 10, nhóm của Long không đến điểm hẹn nên Tý cùng đồng bọn đi tìm. Trên đường di chuyển từ quận 8 sang huyện Bình Chánh, Tý phát trực tiếp trên Facebook và có lời lẽ kích động chửi bới, nổ súng thách thức nhóm của Long xuất hiện. Hơn 90 người sập bẫy đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tuyển lao động đi làm việc tại Nhật Bản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã bắt được bị can bị truy nã cách đây 3 năm. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Việt Vương là trưởng văn phòng đại diện miền Nam công ty cổ phần Atlantic THP, địa chỉ tại huyện Củ Chi. Lương Công Quảng là giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc công ty cổ phần cung ứng nhân lực và thương mại Việtcom, trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo đó, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật Bản cơ sở 2 được thành lập với ngành nghề tuyển chọn, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc nước ngoài, tư vấn cho học sinh, sinh viên có nhu cầu đi du học ở nước ngoài. Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, Quảng và Vương đã tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng mở lớp đào tạo tiếng Nhật cho hơn 90 người lao động và thu của họ hơn 5,6 tỷ đồng và 111.100 đô. Tuy nhiên, sau khi những người lao động này nộp tiền, thì Quảng Vương không đưa đi làm việc tại Nhật Bản như đã thỏa thuận. Ngày 23 tháng 8 năm 2018, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Nguyễn Việt Vương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ bị can Nguyễn Việt Vương theo quyết định truy nã. Hiện công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ lừa đảo xuất khẩu lao động Nhật Bản để làm rõ vụ án. Lén lấy dấu vân tay, trộm 2 tỷ đồng trong tài khoản của người yêu. Ngày 28 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1981 ở Phú Thọ ra xét xử tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, khoảng tháng 3 năm 2019, Tùng và chị Vũ Thị Thu Hát sinh năm 1981 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thủy, có quan hệ tình cảm. Hai người chung sống như vợ chồng tại nơi ở của chị Hát tại khu đô thị Mễ Trì Hạ. Tùng được chị Hát tin tưởng cho biết mật khẩu điện thoại, thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy nhập vào trang web acbonline.com.vn để theo dõi thông tin chuyển đến tài khoản ngân hàng của công ty Thiên Thủy. Ngày 6 tháng 10 năm 2019, chị Hát đại diện công ty Thiên Thủy ký kết hợp đồng kinh tế với công ty trách nhiệm hữu hạn Kiên Bang Việt Nam ở Bình Dương để thực hiện dự án xây dựng nhà máy Kiên Bang 4 tại khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Ngày 31 tháng 3 năm 2020, công ty Kiên Bang Việt Nam chuyển hơn 4,4 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng ACB cho công ty Thiên Thủy để thanh toán một phần tiền vật tư. Khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, sau khi biết trong tài khoản của công ty Thiên Thủy có tiền, lợi dụng lúc tình nhân đang ngủ, Tùng đã lấy điện thoại của chị Hát để trên đầu giường, mang sang phòng máy tính rồi mở điện thoại bằng mật khẩu do chị Hát cho biết từ trước. Sau đó, bị cáo lén lấy dấu vân tay ngón cái phải của nhân tình đăng nhập vào phần mềm ACB, xếp key để lấy mã OTP rồi thực hiện 2 lần chuyển 2 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng ACB vào tài khoản của Tùng mở tại ngân hàng Techcombank rồi bỏ đi. Sau khi phát hiện bị tình nhân lấy trộm tiền, chị Hát yêu cầu bị cáo hoàn trả nhưng Tùng không trả lại. Tại cơ quan điều tra, Tùng cho rằng tiền mà bị cáo lấy chính là số tiền mà trước đó Tùng đã thỏa thuận với tình nhân về việc giúp chị Hát thực hiện dự án xây dựng nhà máy Kiên Bang 4. Cáo buộc cho rằng căn cứ vào kết quả điều tra, xác định Tùng không phải là cán bộ, nhân viên, không có vai trò liên quan trong công ty Thiên Thủy, công ty Kiên Bang, công ty Kỷ Nguyên và dự án xây dựng nhà máy Kiên Bang 4. Rồi căn cứ lời khai của chị Hát và tin nhắn thu giữ được giữa Tùng và người tình, cùng các tài liệu khác thể hiện việc Tùng đã lén lút chiếm đoạt của chị Hát 2 tỷ đồng. Hà Nội cảnh báo hiện tượng nhắn tin lừa đảo mạo danh bảo hiểm xã hội. Ngày 28 tháng 10, tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, gần đây trên địa bàn thành phố có tình trạng một số đối tượng mạo danh là cơ quan bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động để thông báo việc nhận tiền trợ cấp do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp theo nghị quyết số 116 của Chính phủ và quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, một số đối tượng lợi dụng sơ hở để nhắn tin cho người lao động với nội dung: bạn chưa nhận được trợ cấp Covid-19, vui lòng đăng nhập link sau để đăng ký, quá hạn sẽ không được chấp nhận. Trước vụ việc trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội khẳng định tin nhắn trên là lừa đảo. Cơ quan bảo hiểm xã hội không gửi tin nhắn có dòng chữ chưa nhận được, không có tin nhắn chữ O thay bằng số 0. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thành phố cảnh báo người lao động trong tin nhắn phải có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Hà Nội là chữ in hoa, là từ khóa đã được đăng ký với tổng đài. Bản tin của kênh TV24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.